thủ Game TV. Rồi, con này bài đẹp đi. Kết thúc luôn giải đấu này với tỷ số là 3-1. Mạnh Hào từ đầu đến giờ toàn cầm chủ lực bên phía đối phương. Yes. 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 Cái trận này sẽ là gì đây? Hitty rồi. Hình như là lại cầm cung đến từ Mạnh Hào. Vâng, Egypt dành cho Mạnh Hào. Và bên mình Hitty dành cho Văn Nhất. Hoàng Mai Nhi là người cầm cho Son. Xi Măng Dùng. Bên kia Mạnh Hào cầm chủ lực. Bên mình thì Văn Nhất hôm nay cũng đang cầm cung là khá nhiều. U98 là IA cho Son. Ba. Bên họ là 3 chém 1 cung. Ở bên mình cũng 3 chém và 1 cung. 2 zoom, 1 cho và 1 hit. Cái là Pania cho Son. Họ có lạc đà Pan. Đây sẽ là cái lợi thế hơn một chút dành cho đối phương. Mà chờ đợi xem bài như thế nào đây. Bài Hitty này lại nằm ra đầu cánh rồi. Cầm cung duy nhất bên mình lại nằm ở đầu cánh. Góc 9 giờ là khá rộng. Biết là có kẹp xăm không. Cái góc này thì tôi nghĩ là hơi khó. Kẹp là có cái chuyện mà kẹp giữa bốn nhà thế này được. Tễu cầm dù mà. Một bài mà Tễu cũng đã có hai cánh rừng rồi. Biết đồ ăn đâu. Chưa nhìn thấy cái gì. Mạnh Hào chậm khá nhiều dân. Rồi có quả phụ này. Quả phụ giữa hai nhà nhá. Ngay gần nhà xi măng luôn. Ngay gần nhà xi măng luôn. Chỗ khe vực ấy. Hoàng Mai Nhi. Rồi Hoàng Mai Nhi cũng đã thấy cho mình đôi voi. Hiểu đầu thì không thấy đâu cả. Cái zip của Mạnh Hào chậm rất nhiều dân. Có vẻ là một bài bài quả đầu xấu. Chào Hàn Viết Việt nha anh nha. Chào anh Hàn Viết Việt. Đấy, anh em cùng like và chia sẻ đi nào. Sao được? Vẫn đang khá ít anh em theo dõi kèo đấu này. Xi Măng đây. Ồ, đây là cái thủ màu 5. Cung của họ cũng nằm đầu cánh nhá. Chủ lực bên kia cũng nằm đầu cánh. Rồi, khả năng IA bên kia sẽ đi dâng L hoặc là cho Son sẽ đi dâng L. Còn bài Pan đánh kiểu chắc nhà. Bài 5 chậm dân. Chưa kể là đầu cánh nữa thì không biết là ông Hào này thì bao giờ ông mới thi đấu. Đội bạn sẽ phải phụ thuộc vào những nhà chém cực kỳ nhiều. Và kích rất sớm với 23 dân dành cho Măng. Rồi, cố gắng lên, cố gắng chém rát trận đấu này đi. Để chúng ta kết thúc luôn C1 nào. Màu 4 ở bên mình
Bên kia cũng có một nhà lên đời ngang, cũng rất sớm. Không biết là EA hay là Pan bên kia lên đời nhỉ. Bên kia thì màu 7, 98 là người cầm EA. Họ cũng lên đời ngang với cả xi măng. Đây màu 5 đây rồi. Con giò mới chỉ có giáp, chưa có công, bây giờ mới nâng công. Ông Hào này lâu mới lên đời. Lâu lắm. Đây, ui ui, à đây, chỗ này cũng nhiều đồ lắm này. Chỗ này rất nhiều đồ ăn hoàng dành cho đối phương. Đó. Chơi đây, vào trọng dân hay hơn. Cấm giáp đầy đủ rồi. Chắc chắn là con giò của màu 8 sẽ phải đứng thủ cho Mạnh Hà. L2 rồi. Màu 8 này là người cầm Pan. Tiệu ơi. Bài Pan đánh kiểu L cao. Ờ, Kami luôn. Kami mình hoàn toàn có thể đâm cả vào nhà Aegis 1-5. Bên này thì Hoàng Mai Nhi đang phải thủ P. Trước game thủ màu 6 là người cầm cho so. Bắt đầu có hai chém vào đây rồi. Hai con chém. Mình thì chưa lên được bánh xe đâu. Trở lại với xi măng thôi. Phu đi, phu. Được luôn, ờ rồi, ưng lắm. Ừ, ưng lắm. Pan chém thủ cho màu 5 thôi, bởi vì màu 5 là một bài lên đời muộn. Pan chém thủ cho Egypt của Mạnh Hào. 2L luôn. Nổ, nổ giữa. Rồi, Tiễu, Tiễu thì đang chém được bãi vàng của game thủ màu 8 này. Cố gắng lên, Pan mất vàng rồi đấy. Cũng không ra được nhiều lạc đà nữa đâu. Chạy đi. Pan mất vàng rồi. Thần nhất đây. Giữ đi nhá. Màu 7 đang chém ở đây đấy. Trời cối mà sửa đi. Sau nữa này. Cả màu 6 cả màu 7. Nếu đang công vào đây. Ê, 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 phu na. Đi nhá, đi đằng sau nhá. Rồi. Cố gắng lên. Phu tiếp này anh Bách ơi. Giang sau đi. Bắn chết con giò của thằng màu 6 đi. Phù cảm giác vẫn đang là hơi đen một chút. Bình tĩnh thôi. Ta đang trong cái thời gian tụ quân. Rất đông chém của đối phương đang lượn vờn xung quanh nhà của Văn Nhất. Với thời điểm này. Đây thì Hoàng Mai Nhi đang là 20. Đây là xi măng đang là 35. Và màu 5 như vừa bị đi bung cái khu vực làm ăn rồi. Màu 5 đang phải chạy lên hướng 3 giờ, hướng là hướng 3 giờ. Nhất vẫn còn đấy. Rồi, được đấy, cái thế chủ lực họ bay rồi. Đi quản nhá, bây giờ là sẽ là cái thế đi quản. Tiễu đang là 30. Tiễu là 30, màu 6 đang chắc nhà này. Phương Nam người cầm cho son, màu 6 đang ở khu vực 3 giờ. Văn Nhất
Cho tí vàng lên giáp 4. Cố gắng lên. Rồi, 17 này, bắn 17 này cũng được này. Màu 2. Không thấy chém vào đây nữa. Rồi, đang muốn đi vào hốc đấy nhá. Bình tĩnh. Chắc chắn nó không vào được rồi. Chắc chắn nó không vào được cái hốc này. Tham mình đang đè xuống nhá. Tham đang đè xuống. Màu 7. Chưa biết là mình ăn đại quả phía trên đâu. Xi măng đi. 42 thời điểm này. Mà nó có cái tham cực kỳ to. Pan cũng đang chết khá nhiều dân với cả Doan Tiễu rồi. Vừa có một tấn vẻ. Hoàng Mai Nhi cũng 35 đấy chứ đùa đâu. Tham càng đánh thì càng đè thôi. Càng đánh thì càng đè thôi. Chúng ta đến với Văn Nhất và tên này. Hết phù rồi. Hết phù rồi đấy. Tham là thắng rồi. Cho Son bay luôn nhà trong tên này. Chạy luôn. Phù cả cung R hit. Ông kinh quá. Tham tươi lắm rồi đấy. Tươi lắm rồi đấy. Ăn được cái bãi quả mà hôm kia ông phù không thể phát hiện ra. Chạy đấy. Vẻ vào. Đấy rồi. Vẻ vào. Tiếp đấy. Hựa. Ủi hết gỗ đều. Rồi ơi. Thôi không sao. Không sao. Tham. Ôi giời ơi. Được, đi sai rồi. 3-1 trong trận đấu đầu tiên. Và 1-0 WC cho các game thủ Hà Nam.